Xin chào các bạn, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại một vườn đào quy mô khá lớn ở ngoại ô thành phố Vinh. Ở đây có rất nhiều cây đào khủng, trong đó có cây đào giá khởi điểm 500 triệu đồng. Đây là cây đào có giá cao nhất ở Nghệ An tới thời điểm hiện nay. Chúng ta có thể thấy cây đào rất là đồ sộ, thân cây xù xì, nhiều rêu mốc 30 thân. Cây đào cổ thụ này thậm chí còn có cả phong lan sông Vi Sinh. Chủ vườn hiện đang công khai giá bán khởi điểm là 500 triệu đồng và giá thuê là 250 triệu. Đi sâu vào trong vườn đào, chúng ta có thể thấy nhiều cây đào khủng khác. Những cây đào này được tạo dáng và đặt ở những cái tên rất lạ như Long Đàn Phượng Vũ, Xung Vầy, dáng Bạc Phong Hồi Đầu. Có một điều khá đặc biệt là một số cây đào ở đây được ghép giữa giống đào Nhật Tân và đào Mừng Lống. Theo quan sát thì cây ghép này cho ra những cây đào khá đẹp, cung nở to, cánh dài, thân chắc chắn và có vẻ xù xì, tạo ra cảm giác cổ kính. Công nhân vườn đào đang hối hả chăm sóc tỉa lá. Nắng đẹp nên vườn đào cũng thu hút nhiều người đến tham quan chụp ảnh. Không chỉ có đào giá khủng mà ở thành phố Vinh hiện nay nhiều thương lái đã chở về những cây quýt khổng lồ. Đây là một trong những cây đó. Cây có chiều cao khoảng 4,5m, tán lá đến 5m, được thương lái hét giá đến 100 triệu đồng. Để vận chuyển được cây quýt này về Vinh, các thương lái đã phải dùng máy cẩu và xe vận chuyển lớn. Cây quýt có khoảng 3 tạ quả.